Với cái kỹ thuật thêm filler đó, các bạn hãy lưu ý rằng chúng ta phải nhìn ra cái dấu hiệu khuyết lõm, cái dấu hiệu teo mô mà hay chảy sệ đó nó do cái gì, chúng ta điều trị cái đó chứ đừng theo kiểu lấp đầy. Dùng filler để lấp đầy là tôi cam đoan không bao giờ các bạn có một vẻ đẹp tự nhiên ha, và các bạn sẽ dễ bị đi ra trời lạnh, cái nó phù lên. Và bản thân chúng ta, con người chúng ta là rất là hay bị ứ nước, trữ nước. Ví dụ như có thể là ban đêm các bạn thức khuya coi phim, cái sáng dậy cái mắt bập phù 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 đây, thì đó là chuyện bình thường, nó không phải lỗi của filler. Còn tự nhiên tiêm filler mà nay mình thấy phù phình phình nước lên trong veo cái vùng mắt này, thì cái đó là bạn đang được tiêm filler quá nhiều và nông trên da và theo kiểu lấp đầy, thì nó không bao giờ tạo ra kết quả tự nhiên, một cái vẻ đẹp tự nhiên. Ví dụ bản thân bác sĩ Thảo là khuôn mặt này có filler Ambicore, có profiler, có hai full filler tôi rất là dùng thường xuyên, nhưng các bạn sẽ không thấy được. Ví dụ từ cường ở dưới này, các bạn sẽ không thấy được cái cảm giác nó nặng, nó chỉ là một sự tightening. Tôi không khoe cái mặt của mình là nó thành công gì cả, tại vì tôi cũng rất là hạn chế. Không phải hạn chế là vì không có điều trị tới nơi cái phương pháp này được, tại vì chỉ có những cái course dễ thì mình mới hướng dẫn cái bạn là tiêm cho chị cái điểm này, còn những cái điểm khó hơn là tôi không thực hiện được luôn á. Nên là tôi dự định là tôi mà vấn đề nghiêm trọng hơn chút xíu nữa tôi phải đi tìm sư phụ điều trị cho tôi. cho nên là nếu các bạn dùng filler, các bạn đừng có quá sợ hãi mà hãy tìm hiểu kỹ về cái technique ha, để các bạn tránh trường hợp là các bạn dùng mà các bạn bị cảm giác cái mặt nó phù không tự nhiên, nặng. Bạn ra đường bạn gặp rất nhiều cái case đó, tại vì bây giờ filler quá dễ để dùng ha.